xin chào tất cả mọi người à, chào tất cả cô chú anh chị à, và các bạn đã quay trở lại với uh, kênh của mình thì uh, hôm nay á uh, mình tiếp tục chia sẻ cho tất cả mọi người một cái ứng dụng cũng như là một cái app cũng như là một cái tiền điện tử mà rất có tiềm năng song song với uh, bi đó chính là một cái ứng dụng tiền là coco như mọi người thì uh, em sẽ vào cái phần ch play nếu mà anh chị mình đã đào pi rồi thì em khuyên mọi người nên đào cái đồng này nó cũng mới ra mắt không lâu mọi người nó còn cho đào miễn phí và đặc biệt là cái ứng dụng này là của Hàn Quốc nha mọi người thì nếu anh chị á mình chúng ta sử dụng Android uh, thì mình vào cái uh, CH Play còn nếu mà sử dụng cái uh, iPhone thì vào App Store dùm em nha thì chúng ta sẽ nhập Coco dùm em thì nó sẽ ra như thế này cái hình biểu tượng là con bò nha mọi người thì chúng ta sẽ bắt đầu cài đặt mọi người chờ một chút nha thì đây là một ứng dụng em thấy rất là có tiềm năng và hiện nay là người ta cũng đang rất là đào và đây là một trong những ứng dụng của người Hàn Quốc sáng tạo thì nó còn cho đào miễn phí thì bây giờ thì nó cũng dẹp qua một cái giai đoạn thứ hai rồi mọi người tức là cái 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 tốc độ đào của nó giảm xuống thì cũng như bi thôi thì em chia sẻ thêm thì trước khi chúng ta muốn tải một cái ứng dụng hoặc là một cái tiền điện tử nào đó mà được người khác giới thiệu thì trước tiên mọi người khoan hạ tải chúng ta sẽ nhập tên đúng ứng dụng đúng không thì chúng ta sẽ nghiên cứu cái ứng dụng này chúng ta tìm hiểu tổng quan nó thì nhất thì mọi người vô cái phần đánh giá giúp em đây thì nó đánh giá thì cái nhất là cái xếp hạng ứng dụng này coi nó bao nhiêu rồi thông tin liên hệ nhà phát triển nè rồi về trò chơi này đây là xếp hạng đánh giá 3.9 nha mọi người thì em sẽ đi vào cái phần thông tin nhà phát triển thì mọi người sẽ xem như thế này chúng ta phải nghiên cứu kỹ nha mọi người đây là ứng dụng của người Hàn Quốc nè nên là cái chữ của nó toàn là Hàn Quốc không mọi người ơi em cũng không biết gì luôn về trò chơi này tức là mọi người vào xem cái thông tin tổng quan của ứng dụng này nó sẽ như thế nào nha mọi người đó thì đây hiện tại là có trên 100.000 lượt tải xuống giờ chúng ta nhấp vào cái quyền của ứng dụng là mọi người cái này rất quan trọng để coi cái ứng dụng này có phải là ứng dụng lừa đảo hay hay là ứng dụng nó chỉ là quảng cáo để để nó lấy túi lấy tiền bỏ túi đó thì đó là cái một trong những cách giải cái cách thứ hai á là mọi người sẽ quay lại chúng ta sẽ vào cái phần đánh giá nha mọi người thì chúng ta đánh giá thì chúng ta coi tổng quan là tất cả tích cực và tiêu cực thì tất cả chúng ta coi thử một số đánh giá của các anh chị các bạn khi sử dụng ứng dụng này như thế nào đó rồi chúng ta vào cái phần tích cực này đây rồi sau đó chúng ta sẽ vào cái phần nữa đó là cái phần tiêu cực để chúng ta nhìn tổng quan câu cái ứng dụng này chúng ta có nên đào hay không hay là đây là ứng dụng lừa đảo mọi người thì qua cái tìm hiểu của em á, thì em thấy ứng dụng này cũng khá là ok nha mọi người là mọi người tranh thủ thời gian chúng ta à, tại về để chúng ta tạo trong thời gian rảnh thì đây là cái giao diện chính của coco nha mọi người thì chúng ta đăng nhập á, thì chúng ta sẽ đăng nhập bằng cái gmail và mọi người chỉ được một cái tài khoản thôi nha mọi người ơi chúng ta đừng có tạo nhiều tài khoản quá tránh tình trạng là sau này nó xác minh lại á thì chúng ta sẽ bị phay á, phay nhiều quá thì nó 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 hack luôn, nó, nó bỏ luôn tất cả những tài khoản khác của chúng ta thì coi như là chúng ta mất gì lẫn chài. Thì bây giờ em sẽ chọn một cái Gmail. Thì mọi người cứ tạo cái Gmail về sau đó chúng ta sẽ sử dụng cái Gmail nào cũng được, nhưng mà quan trọng là chúng ta phải nhớ được cái mật khẩu của Gmail đó. Thì nó sẽ có một số dòng như thế này mọi người. Thì cái tên đó, Chúng ta sẽ Xin up à, Đây là cái tên của chúng ta nha mọi người phúc do nickname Đặt cho cái tên của bạn Thì mọi người cứ đặt tùy ý thôi Nhà em thì Làm cái này cho chị em Thì em đặt như là Hiền 1991 nha đó. Còn ở dưới đây input your recommender nói chung là ở dưới là cái mã mời. Thì uh, mọi người sẽ uh, nhập cái mã mời của em nha. Cái, cái cái em sẽ lấy cái mã mời của em. Thì mọi người nhập y chang như em như thế này. Mọi người viết hoa nha. H. C G 8 G E hcg 8 ze nha mọi người và mọi người phải viết hoa nha đây là cái mã mời của em thì mọi người khi mà tạo cái này thì mọi người nhập cái mã mời vô cái nhất là để mọi người được tạo tài khoản và cái thứ hai là chúng ta sẽ mọi người sẽ được tăng cái tốc độ đào lên rất là nhiều và cái thứ ba nữa khi mọi người bình luận ở dưới cái phần video của em á thì mọi người sẽ thêm cái số điện thoại nha để em táp mọi người vào cái nhóm bên zalo của em thì em sẽ hỗ trợ mọi người về cái cách rút tiền cũng như là cái cách tạo tài khoản hay là những cái cách để làm sao để chúng ta có thể mà đào nhanh nhất nha mọi người và ngoài ra thì em cũng sẽ để dưới phần mô tả đến chính cái app mà hiện tại em đang đào thì mọi người cứ nhập những cái mã mời đó rồi mọi người sẽ tăng được cái tốc độ đào cũng như là được tạo tài khoản và cũng như em nói là thêm cái bình luận có số điện thoại nha để em sẽ tap tên mọi người vào những cái nhóm nào ứng dụng nào để chúng ta đào trong lúc tiền gỗ nha mọi người đào đi mọi người ơi thời đại này là thời đại của đồng tiền rồi ảo rồi thời đại của công nghệ thông tin rồi nên là mọi người đừng có chặn chờ gì nữa đó, thì đây em chia sẻ này. ở trên là cái gmail của chúng ta còn cái này là cái tên mà tên cái cái ở phía trên cùng hùng tỉnh 1909 đó mọi người đó là cái gmail chúng ta đang xài còn cái tiktok channel này là cái kênh cũng như là cái tên kênh của gmail của chúng ta cái do em có cái kênh youtube đó. rồi dưới là cái tên hiền và cái này là cái hg này em tạo cho chị em nha rồi chúng ta xin up nha mọi người Thì sau khi mọi người nhập xong thì nó sẽ ra một cái giao diện như thế này Thì cái hình là nó của con con bò, con heo vậy mọi người chủ tượng quá đó. Thì nó sẽ ở đăng chế độ ngủ thì chúng ta sẽ nhấp vào cái gì mọi người Chúng ta nhấp vào quạt nha Và mọi người nhấp vào size cho em Thì một cái thời hạn đào của nó là hai tiếng Nên là hai tiếng mọi người sẽ vào nhấp một lần đó. Thì chúng ta đang ở level 3 nha đó. và cái total point này là cái tổng số mà cái con chúng ta đào được. Còn ở dưới á là cái re refresher cũng như là cái nhóm của chúng ta được bao nhiêu người. Nếu mà mọi người càng nhiều á thì chúng ta sẽ tăng cái tốc độ đào. Thì như em nói mọi người cứ nhập cái mã mời của em đi thì mọi người sẽ tăng được cái tốc độ đào. Và comment session này thì đó là cái số lượng mà chúng ta đào được trong vòng một ngày. Thì em chia sẻ thêm một cái số nữa. Hiện tại đồng tiền này nó đang có cái có tiềm năng và nó trong tương lai sẽ được lên sàn nha mọi người nên là mọi người sẽ tranh thủ đào thì cái phần này là cái phần chúng ta mua mua có nghĩa là chúng ta mua những cái con này để chúng ta tăng cái tốc độ đào cũng như là chúng ta đào được tiền nhiều hơn á mọi người cái kiểu như vậy còn nếu mà chúng ta không 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 cần mua thì thôi chúng ta cứ để bình thường như thế này thôi và em chia sẻ thêm get over này là chúng ta nhấp vào thì chúng ta watch khi chúng ta xem video này kia thì chúng ta sẽ kiếm được cái con coco này nhiều hơn nha mọi người nói chung mọi người rảnh thì mọi người cứ mở điện thoại đó đi rồi chúng ta kiếm được con còn coco trang tổng này bonus này là chúng ta chơi trò chơi kiểu như vậy nha mọi người rồi cái profile này là cái thông tin cá nhân của chúng ta em dài cho mọi người xem luôn thì tổng hiện tại là em chưa có đào được nhiều hết á Rồi Investor này là chúng ta sẽ Kiểu như chia sẻ cho một số người nào Mà chúng ta muốn á mọi người Rồi Support Đây là chúng ta Họ sẽ có cái phần hỗ trợ là Homepage, Twitter Thì mọi người cứ vào nghiên cứu thêm nha Lockout này là chúng ta đăng xuất Ở trên ID là cái tên Ở dưới là cái mã giới thiệu nha mọi người Đó là tổng quan về cái ứng dụng này đó, Thì đây là một trong những ứng dụng Rất là tiềm năng Nó đơn giản thôi Chúng ta chỉ cần hai tiếng Chúng ta chào lít một cái Mọi người đào rất là nhanh đó. thì có rất nhiều anh chị là đã được em hướng dẫn khi vào nhóm rồi thì uh, hy vọng là cái app này sẽ uh, giúp ích được cho tất cả mọi người nói chung là chúng ta sẽ kiếm được con và sau này ở tương lai sẽ lên sạc để chúng ta uh, có tiền nha mọi người. thì cảm ơn mọi người đã xem clip. Uh, mọi người thấy hay thì cứ like đăng ký kênh ủng hộ em nha và để đón nhận được những cái app những cái video mới em sẽ tiếp tục up lên cho mọi người để tất cả chúng ta cùng đào và đặc biệt là ở cái phần mô tả em có để tất cả những cái mã mời thì mọi người thấy ứng dụng nào được phù hợp với mọi người. Mọi người tin tưởng thì mọi người cứ nhập mã mời đó vô, em sẽ hỗ trợ chia sẻ tất cả cho mọi người. Khi mọi người nhập cái mã mời để chúng ta cùng nhau đào nha mọi người. Chúc tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống.